Úc Nguyễn chào mọi người. Tiếp tục clip số 2 trong ngày, ngày 18 tháng 7. Mình có một số cái phôi tổng hợp rất là nhiều các loại cây giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là lô mã B1, một lô phôi tổng hợp bao gồm một phôi vũ dẻ. Giá cả lô chỉ 250, mình bao ship. Cây vũ dẻ cao tầm 25 và một phôi chiều xuân. Và cuối cùng là một phôi bằng lăng. Lô bao gồm 3 loại cây, giá là 250 bao ship. Cây bằng lăng có thể dùng làm cây bonsai rất là hay, cây cao tầm 45. Tiếp theo là lô mã B2, giá là 380 bao ship, bao gồm một phôi sơn trà, một phôi trắc. Lô này có 4 phôi, 4 loại cây. Một cây trà phúc kiến. Và cuối cùng là một phôi chòi mồi lá tròn, có thể ghép được xăm núi trái. Quả của cây chòi mồi khi chín ăn có vị chua ngọt, ăn rất là ngon. Giá cả lô là 380 bao ship, chiều cao tầm 50. Tiếp theo là lô số 3, bao gồm 2 phôi sơn trà và 1 phôi sơn liễu. Phôi sơn trà hình chữ C, cây mini nhưng có đường gân gút rất là hay. Phôi này cũng là phôi sơn trà. Phôi sơn trà cao tầm 40. Và cuối cùng là một phôi sơn liễu. Sơn liễu là dòng cây có lá rất là bé, thích hợp cho mọi người làm cây bonsai mini để bàn. Cây sơn liễu có bộ rễ kiều nhìn rất là hay. Một cây phôi tương lai đáng để mọi người sưu tầm. Giá trị 300, mình bao ship. Tiếp theo là lô mã B4, giá là 350 bao ship, bao gồm một phôi trắc dây. Trắc là dòng cây gỗ rất là quý. Gỗ trắc thường dùng để làm đồ trang trí nội thất. Và một phôi sơn trà. Phôi sơn trà cao tầm 45, giá cả hai là 350 bao ship. Lô tiếp theo là lô mã B5, bao gồm một phôi hồng vân. Cây hồng vân dáng rất là đẹp. Hồng vân cũng là dòng cây có quả và lá rất là đẹp, thích hợp cho làm bonsai. Và một phôi bằng lăng. Hai phôi này cao tầm 45, giá là 380 bao ship. Lô B6, giá là 350 bao ship, một phôi sơn trà. Cây mini lắc rất là hay. Một phôi trắc. Và cuối cùng là phôi sơn trà. Lô bao gồm 3 phôi, giá là 350 bao ship. 3 phôi mini, chiều cao tầm 40. Lô phôi sơn trà mã B7, giá là 350 bao ship. Sơn trà là dòng cây rất là thích hợp cho mọi người làm cây bonsai. Chi cành của cây sơn trà rất là dày và nuôi cũng rất là nhanh. Cây này có u nần nhìn rất là hay. Cây gân gút nhìn cực kỳ già. Giá cả lô 2 cây là 350 bao ship, chiều cao tầm 50. Tiếp theo là lô B8, bao gồm một phôi chiều xuân và một phôi trắc. Cây là cây chiều xuân. Chiều xuân là dòng cây có hoa nở rất là thơm. Và một phôi trắc. Trắc hình chữ C, cây dáng bay. Cây này tạo dáng cành rơi sẽ rất là hay. Chiều cao hơn 40. Cây có đường là lụa âm thân. Lụa trắc đã nổi đỏ, chứng tỏ cây rất là già.
Giá cả hai chị 300, mình bao ship. Tiếp theo là lô B9 bao gồm hai phôi trắc. Đây có hai thân quấn vào nhau. Có thể tạo dáng phù thê, nhìn rất là hay. Giá cả lô hai cây là 320, mình bao ship. Một phôi trực lắc, chiều cao tầm 50. Cây mã B10 là cây sơn trà. Cây sơn trà dáng rất là đẹp. Giá trị 380, mình bao ship. Cây u nần từ gốc lên ngọn. Và cây đường vắt ngọn rất là hay, thích hợp cho mọi người làm cây bài thế. Có những đường cong nhấn và đỉnh ngọn vắt thu nhỏ. Cây rất là gọn, chiều cao tầm 50. Cây thích hợp cho mọi người làm cây bonsai bài thế. Lô B11 là lô hai cây trắc. Giá là 350 bao ship. Cây này có cục lũa nằm phía dưới gốc. Lũa thép đã nổi đỏ. Lũa thép của cây trắc thì rất là bền. Chiều cao tầm 45. Lô B12 là một cây chiều xuân và một cây chim chim. Chiều xuân hoa nở sắc rẻ rất là thơm. Một cây dáng bay. Chim chim là dòng cây có quả khi chín có màu đỏ tươi, quả ăn rất là ngọt. Cây chim chim cao tầm hơn 50. Cây chim chim mã B13, giá là 320, bao ship. Tất cả những phôi khai thác này rất là dễ trồng, mọi người yên tâm. Cây cao tầm 65, giá là 320, bao ship. Cây chim chim mã B14, một cây có cụm rất là to, giá là 450, bao ship. Cây này hoành thân tầm hơn 50. Chiều cao là 80. Một cây chim chim cao to. Một cây cuối cùng trong clip là cây bằng lăng mã B15. Giá là 350 bao ship. Một cây hai thân dáng bay. Bằng lăng là dòng cây có hoa rất là đẹp. Cây hoành này rất là to. Chiều cao tầm 60. Mình xin kết thúc clip số 2 tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 0981950182 hoặc 0888850060. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video.